Kính thưa khán thính giả đài Hồn Việt TV và Lido Sài Gòn, lời đầu tiên tôi xin được thay mặt quý cha, quý thị nguyện viên và tất cả ông bà thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang tham gia chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa gửi lời chào thân ái đến cùng quý vị cùng gia đình. Kính thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là chúng ta lại bắt đầu mùa trao quà xuân cho quý thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta. Còn nhớ năm trước, quý vị đã quảng đài chung tay góp sức cho chương trình cùng với bao ân nhân khắp nơi, trong cũng như ngoài nước. Nhờ đó chúng tôi có thể trao đến một số đông đảo quý thương phế binh món quà xuân tượng trưng cho lòng biết ơn chân thành của bao đồng bào miền Nam đối với những con người đã hy sinh một phần thân thể để gìn giữ yên bình cho quê hương trong một giai đoạn của lịch sử. Giai đoạn của lịch sử miền Nam này tuy ngắn ngủi nhưng rất có ý nghĩa đối với cả dân tộc Việt Nam. Nhiều người gốc Việt ở Âu Mỹ đang thành công và mang lại vinh dự cho dân tộc Việt Nam chính là những người đã từ miền Nam ra đi sau biến cố 1975 hoặc là con cháu của họ. Chúng tôi xin chia sẻ một cách sơ lược chương trình tri ân mà chúng tôi đang thực hiện. Số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã ghi danh tham gia chương trình cho đến hôm nay là 7.372 vị. Vào thời điểm trao quà xuân năm 2019, mới chỉ có hơn 6.000 vị tham gia chương trình. Số vị đã qua đời trong những năm qua là 727 vị. Chắc chắn là còn nhiều vị đã qua đời nữa mà chúng tôi chưa biết vì không liên lạc được. Số vị nhận quà xuân năm 2019-2020 vừa qua là 3.775 người. Khi tổng kết chương trình cuối tháng 3 năm 2020, mới chỉ có là 3.588 vị được nhận quà. Kể từ đó đến nay, đã có thêm một số vị nhận bổ sung. Ở tại miền Trung là 4 vị và tại Cần Giờ là 183 vị. Như thế là mới chỉ có chưa tới 2/3 số vị ghi danh tham gia chương trình được nhận quà xuân năm nay. Chúng tôi đã nhận ra một số nguyên nhân và sẽ cố gắng khắc phục trong mùa biết ơn trao quà xuân năm nay. Chúng tôi hy vọng với sự hỗ trợ tận tình của quý vị, tất cả thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có tên trong chương trình sẽ nhận được quà trong mùa Tết sắp đến. Ngoài việc trao quà xuân, năm nay chúng tôi cũng tổ chức được chương trình trao quà hỗ trợ thương phế binh mùa Covid. Trong 2 tuần từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 năm 2020. Thật ra đây là sáng kiến của anh Trương Quốc Huy trên kênh N10 TV. Số thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn đã nhận quà là 1.203 vị. Món quà hỗ trợ này chúng tôi chỉ trao cho quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa thuộc vùng Sài Gòn, là những người chịu nhiều thiệt hại nhất trong thời gian dịch bệnh, như là sự bù đắp một phần nào vì quý vị này không nhận được phần quà xuân năm vừa qua. Kính thưa quý vị, hiện nay thế giới đang trải qua cơn đại dịch Covid-19 Vũ Hán. Ai cũng chịu ảnh hưởng, kẻ nặng người nhẹ, cả về tinh thần lẫn vật chất. Quý thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống trên đất nước Việt Nam lại càng thảm thương hơn. Tất cả họ đều đã cao tuổi, bệnh tật, rất nhiều người gần đất xa trời, trong tình trạng thân thể khiếm khuyết tàn tạ. Vì thế chúng tôi dám mạo muội kêu mời quý vị một lần nữa chung tay góp sức với chúng tôi trong chương trình trao quà xuân năm nay. Chắc chắn Thiên Chúa và cũng là ông trời, là đấng tối cao, không bao giờ chịu thua lòng quảng đài của quý vị. Xin Ngài ban xuống trên quý vị và gia quyến sức khỏe, bình an và công ăn việc làm tốt đẹp, hầu quý vị có điều kiện làm việc lành giúp đỡ người thiếu thốn. Một lần nữa thay lời cho chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý ân nhân và khán thính giả đài Hồn Việt TV và Lido Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn.